nhiều người lầm tưởng là khi bán trên Amazon dùng những cái hóa đơn của Walmart Target, Costco là mình có thể mình Amazon cho phép mình ăn dây. Thực ra điều đó là không hoàn toàn là chính xác. Nhiều khi Amazon cho ăn dây là do account của bạn đã được khoảng lâu năm, đã bán được một thời gian khá là lâu rồi, cho nên các bạn mới có thể dùng những cái hóa đơn từ Target, Costco, SamLub để có thể ăn dây được. Thì hóa đơn từ Costco, Target, SamLub thì là những receipt, không phải là những cái invoice. Một cái invoice đúng là nó có đầy đủ thông tin của người bán và người mua, và thông tin của công ty bán của bạn, logo, website này, thì nó mới gọi là một cái hóa đơn invoice đó. Cho nên nhiều khi nhiều bạn lầm tưởng là dùng Walmart, Target, Costco có thể ăn gây được là do mình dùng receipt để mình ăn gây Amazon nó cho phép, nhưng không phải như vậy. Đó là do account bạn đã bán lâu năm rồi, cho nên được Amazon ưu ái, Amazon biết rằng bạn có kinh nghiệm, cho nên mới chấp nhận cho bạn một giây. Mọi người nên phải hiểu chính xác cái điều này và theo dõi mình để biết thêm nhiều thông tin thú vị.